Ngày 21 tháng 4 năm 2022, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc phối hợp Thư viện tỉnh An Giang tổ chức điểm đọc sách lưu động tại trường Trung học cơ sở Trương Gia Mô. Đây là hoạt động ngoại khóa của Thư viện tỉnh An Giang dành cho các em học sinh của trường. Với hình thức phục vụ linh động, xe thư viện giúp các em học sinh được đọc sách ngay tại trường mà không phải tới thư viện, cung cấp cho các em các dịch vụ thư viện truyền thống và thư viện hiện đại, hướng dẫn các em những kỹ năng tìm sách và đọc sách, sử dụng máy vi tính một cách đơn giản, được tiếp cận với những phần mềm giáo dục trí tuệ, kỹ năng sống, trả lời những câu hỏi về quê hương, con người An Giang và làm quen với giáo dục STEM. Thông qua hoạt động này đã góp phần giúp các em nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, hình thành lối sống lành mạnh, ý thức tuân thủ pháp luật, có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng, xã hội và đất nước.